chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Xin chào cô chú đi. Xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Xin chào. Tại đâu ba? Xin chào. Thì hôm nay Quỳnh lại tiếp tục đi ra vườn để mà mình thu hoạch một ít rau củ quả trong vườn nha mọi người. Thì gần cuối thu rồi, bây giờ có gì mình thu hoạch cái đó nha. Đi xa. Đi. Ở đây thì Quỳnh có dâu bạch tuyết nè mọi người. Xa dâu rồi ha, xa xa. Dâu bạch tuyết nè. Thì dâu này bây giờ này nó hậu, nó không vô mùa mọi người, trái nhỏ xíu à. Đó, sao hái thử, hái đi. Dâu bạch tuyết. Ừ, tao bây đưa y vô. Ừ. Này, cô chú các bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua đây mình hái mướp trước nha mọi người. Đây. Hôm nay thì không có được nhiều bao nhiêu hết, cho nên mình lấy cái rổ rổ nhỏ nhỏ thôi nha mọi người. Đây. Để xuống đây. Là đầu tiên gì xa. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cái mướp đây trước nha mọi người. Đây. À. Mama. Đuổi thì uki no ichigo kite ana. Bây giờ nó không giống mùa, trái nhỏ xíu rồi xa. Nó hỏi Quỳnh sao trái nhỏ dòng nhỏ xíu mọi người. Đó bây giờ mình sẽ cắt cái mướp ở đây nha. Đó. Đó. Ichigo doko. Cái mướp mà cái đầu nó bự vậy là mình hái được rồi đó. Rồi xa. Để hái tiếp trái đây nha mọi người. Ở đây đây. Đây đó, Quỳnh giơ tay lên là mọi người thấy đúng không? Đó, đây nè, mọi người thấy chưa? Đó, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt nha. Cắt không để cho nó trúng cái dây nha mọi người. Rồi, đây. Đây sao? Trái gì đó, trái này gì đó gì? Trái gì? Trái này trái gì? Trái gì? Trái mướp. Trái mướp. Ừ, trái mướp. Trời ơi, mày gian đi. Chắc hư luôn quá xa. Rồi, ở đây nè mọi người. Ở đây nha. Đó, mọi người thấy không? Kéo ra nha. Rồi, mình cắt nè. Rồi, rồi, đưa vô. Rồi, quá. Đây. Xa. Đây. Nè. Video. Rồi, video. Rồi, xa. Bỏ vô cho mẹ. Trời ơi, hái chút xíu mà nó la sùm á mọi người ơi. Trời. Đây. Phía trong đây. Quỳnh sẽ chen cái thân siêu to khổng lồ của Quỳnh đi vào đây nha mọi người. Đó. Và Quỳnh đã vào được phía bên trong. Và đây là hai trái bầu mà ngày hôm bữa Quỳnh chưa có hái ha. Đó, hôm nay thì Quỳnh sẽ bắt đầu Quỳnh hái nha. Hôm nay là nó bự lắm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ hái trái đầu tiên này nè mọi người ơi. Đây. Đây. Nó nặng á mọi người, nó nặng, bây giờ mình sẽ để lên đây nè. Chứ để Quỳnh cầm nó ngược tay. Đó, mình cắt nha. Rồi. Một trái. Ai ba ba đâu giờ? Sao mà chưa đây? Ai đâu giờ? Đây. Đây, onegashimasu. Ai. Trời ơi, có nó ôm chưa? Có nó ôm trái bầu mọi người, nó ôm trái bầu thấy thương không? Rồi, đất ơi. Rồi, sao lại lấy trái bầu cho mẹ nè. Ok. Rồi, đây một trái nè, sao đây. Nặng quá, không cầm được hả? Rồi, mình sẽ cắt nha mọi người. Rồi, mình sẽ cho kéo vào đây. Rồi, cả nha, cắt nè. Rồi. Rồi, 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 mẹ cho nè, đây, đây, đây. Đây. Đây, 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 đây. Trời ơi. Thiên lý nha mọi người, hôm nay hoa nó lớn và nó nở bự lắm rồi. Mình sẽ hái luôn. Nè, có những cái chùm mà nó nở ra hết như vậy luôn nè. Mình sẽ tranh thủ mình hái cho hết luôn đây chứ bây giờ là bắt đầu vô tháng 9, tháng 10 mùa mưa đó mọi người. Ủa vô mùa thu đó mọi người. Thì mấy cái cây này nó lên rất là chậm luôn. Bây giờ mình ăn được đợt nào mình ăn ha. Đó, trời đã ghê chưa mọi người ơi. Đó. Quá xá đã luôn nè. Chùm chùm bự bự không mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó, mình hái này ha. Đã lắm. Cái bông này ăn thì nó ngọt đó mọi người. Mình nhúng lẩu hoặc là mình xào thịt bò cũng rất là ngon luôn. Đó. Siêu ngon, siêu đã luôn. Nè. Đây. Cho mọi người coi cái chùm nè. Nó nở tẹt lẹt đó hết mọi người. Đây nè. Đây, 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 bà. Cô cô. Đó, đây nè. Mọi người thấy không? Đây nè, chùm này nè. Nở hết trơn nè. Đó, đây nè. Đó, đây nè. Siêu ngon luôn. Dạ. Quá đã nha.
thế nào. Chém bút tô. Cái hoa này á mọi người, mình có thể ăn được luôn cả là cái lá non luôn nha. Ây da. Thôi bây giờ mình bỏ vô đây trước nha mọi người. Rồi mình bỏ vô đây trước nè. Đó. Đây. Đó. Đi kiếm nha thì mới thấy. Thấy như đây đó mọi người. Cứ mấy ngày là mình ra mình hái một lần á mà cũng không có hết đâu mọi người. Nó nở nhanh lắm. Đó. Và hôm nay ở phía trên đây. Và hôm nay ở phía trên đây thì mình thu hoạch được nhiêu đây nha mọi người. Hai trái bầu, một ít hoa thiên lý phía bên trong và ba trái mướp nha mọi người. Nó nói là ở trong đây xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới sân mình hái tiếp nha mọi người. Ok, hôm nay thì phần trên đây thì đựng vô đây ha. Dưới sân thì cũng có mướp luôn mọi người. Đó, rồi bây giờ mình đi xuống, mình sẽ đi hái thêm mấy trái mướp đây nha mọi người. Hôm qua hôm kia mình thấy nó nằm đâu đây nè. Trời, ổng mập quá, ổng đi không thấy đường. Ổng mập quá, ổng đi không thấy đường. Đây, đây, ở đây mình có một trái mướp nè mọi người. Mình sẽ hái trái này nha, đó. Đây. Nó nè, trời ơi, nó không chịu ra nha mọi người. Nó trong nhà để nó ăn bánh, ăn kẹo với lại hả coi iPad cho mọi người thấy được không. Nó nhất định nó không chịu ra. Nó nói là trời nóng lắm, nó không có ra. Thằng này riết rồi nó không có chịu ra làm với Quỳnh mọi người. Nó lớn rồi nó không có chịu làm á, đó. Đây, mình hái được một trái nha. Trời trời mưa mà gió nó quật nè mọi người. Cái nó bị trầy hết trơn luôn. Rồi mình cho anh Sảo mình cầm. Hay. Rồi, ở bên đây thì có mấy trái khổ qua mình sẽ hái luôn nha. Hái. Chưa vào đây. Ây da, ây da. Đây nha mọi người. Nhìn đây là mình sẽ thấy liền rồi nha. Đó. Đây, 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 đây. Nó bò qua nhà hàng xóm mọi người. Bên Việt Nam mình mà cây đồ mình trồng bên đây mà nó bò qua nhà hàng xóm coi như là đồ của hàng xóm nha mọi người. Đó, được một trái khổ qua này ăn được nè. Mấy trái này nhỏ non non không. Mấy bữa trước mình hái mình cũng ăn hết trơn mọi người ơi. Mình sẽ hái thêm một ít tomato hay còn gọi là cà chua nha mọi người. Trời, nó đứng trong nhà nó cười kìa mọi người. Đứng trong nhà nó cười. Nó không ra, nó phụ Quỳnh làm qua đây mọi người, nó vô nhà nó cười. Rồi bây giờ thì cái vàng tomato này của Quỳnh thì nó cũng đã muốn hư hết rồi mọi người. Bây giờ mình còn nhiều mình hái nhiều nha. Đó. Đây. Đây. kéo xuống nó rụng hết trơn mọi người ơi. Á. À. Trời ơi trời. Tôi đi hái kiểu gì vậy trời. Tôi đi hái mà nó rụng hết trơn á trời vậy trời. Buồn cười quá. Trời trời trời. Cà chua nó chín mọi người, mình không cần ấy mà nó rụng nó rớt mình thấy ghê. Đây cà chua nha mọi người. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra mình hái ớt nha. Và đây là cái ớt hôm nay của mình hái nè mọi người. Đó. Cái ớt này thì hôm nay nó đỏ hết rồi đây. Rồi mình bắt đầu mình hái những cái chùm đã đỏ mình cắt nha. Và bây giờ thì mình sẽ cắt chùm chùm nha mọi người. Đó, cắt đây. Cắt chùm. Đó. Cắt cả chùm chùm vậy thôi, để một chút nữa mình ra mình lựa ra. Mình lựa ra mấy cái trái ra lá thì mình bỏ nha. Thì cái cây này thì mình cũng có chia sẻ với mọi người rồi, mình cắt làm sao mà ở dưới cái cành đó mọi người. Thì nhớ nó vẫn còn lá này, giống như cái cành này mình cắt ha. Cái cành này mình cắt nè. Thì ở dưới cái cành này nó vẫn còn cái lá nhỏ nhỏ như thế này. Thì nó sẽ lên được là cái nhánh mới. Mình cắt hết lá nó trụi, nó không có thoát hơi nước được là nó chết nguyên cây nha mọi người. Cái ớt Nhật này nó vậy á. Với lại khi mà mình cắt theo kiểu này á thì mình sẽ thu hoạch được là một mùa hè thì mình sẽ thu hoạch được là hai lần nha. Còn nếu như mà mình chỉ hái trái thôi á mà mình không cắt như vậy á, nó sẽ không lên được trái thứ hai, nó không lên hoa kịp á. Coi như là mình chỉ ăn được có một đợt thôi. Đợt sau nó vừa ra hoa đợt mới mà mình không cắt á thì nó không ra trái kịp thì coi như là nó rủi nó chết luôn mọi người. Mùa đông thì nó không có sống nổi á, cái loại ớt này nè. Nó không có giống như loại ớt Mỹ Đen nha mọi người. Ớt Mỹ Đen thì nó mạnh hơn. Đây. Quá sẽ đã luôn nha mọi người. Hái hoài mà thấy nó cứ nhanh rất là lớn luôn. Mùa hè nó rất là lớn nhanh luôn. Kể mọi người nghe hôm bữa hả, khi mà Quỳnh nói là Quỳnh thấy con rắn ở ngoài vườn nhà Quỳnh á. Thì Quỳnh thấy một lần và anh xã Quỳnh thấy một lần nha mọi người. Và gần đây thì Quỳnh thấy thêm lần nữa. Thì ở trong vườn nhà Quỳnh không chỉ có một con nha mọi người.
mà hôm nay Quỳnh phát hiện ra tới hai con. Là ngày hôm bữa khi mà Quỳnh phát hiện là Quỳnh thấy cái đuôi của nó là cái con rắn mẹ bự mọi người, rắn mẹ bự. Và ngày hôm bữa thì Quỳnh phát hiện ra thêm một con rắn nhỏ nữa, nó dài mọi người, nó dài hơn cây đũa nha, ghê mọi người, cái vườn nhỏ xíu vậy mà có rắn đó. Và không biết là rắn độc hay là rắn không độc mọi người, nó thấy Quỳnh mà đứng lại nhìn Quỳnh đó chứ mọi người. Trời đất ơi, Quỳnh ra vườn tưới cây mà thấy Quỳnh mà đứng còn nhìn Quỳnh đó chứ, ghê không mọi người. Ta nói thú vật ở bên đây ở Nhật có mọi người, giống như là chim hoặc là mấy cái con rùa hoặc là mấy con cá coi cá chép đổ ngoài ruộng bờ đó mọi người. Nó thấy người đến nó không có biết sợ, nó không có biết chạy mọi người. Nó thấy người ta, nó nghĩ người ta đem đồ đến cho nó ăn mọi người, chứ không phải là người ta, nó nghĩ người ta là giết nó đâu. Đó. Đó thì Quỳnh hái được thêm một rổ này nữa mọi người, quá đã chưa? Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ qua mình hái thêm là một ít rau dền nữa nha mọi người. Vừa có mướp mà vừa có rau dền ăn luôn nha. Mình để chồng cái này lên đây nha. Trời ơi, rau dền ngon chưa mọi người ơi. Đây. Hôm nay thì Quỳnh sẽ cắt sát gốc luôn để cho cái này nó không lên được nữa đâu mọi người. Bây giờ là bắt đầu vô mùa thu nó mới lên nữa. Thì mình sẽ lấy cái chậu này để mình trồng rau ngò nha mọi người. Rau ngò hay còn gọi là rau mùi. Trời ơi, nó bự ghê cho mọi người. Hôm nay sẵn có thêm vài trái mướp thì mình sẽ ăn rau ngò, rau mùng tơi, rau dền. Đó. Quá đã chưa? Quỳnh để bữa giờ nó muốn già luôn mọi người, cây nó bự chà bá luôn nè. Cái chậu Quỳnh trồng nó thưa đó mọi người, bởi vậy nó lên cái cây bự lắm mọi người không? Đây cho mọi người xem. Cái cây rất là bự luôn. Trời ơi, có chút xíu mà cả nùi luôn nè mấy người. Hả? Có chút xíu mà có nùi luôn. Phía bên đây thì trồng thêm một ít Trời đó, mọi người thấy không? Đây. Rau dền nè mọi người, siêu ngon chưa? Quá sáng ngon mọi người. Rồi mình sẽ hái thêm một ít rau đay nữa nha. Trời ơi. Đó, rau dền nha mọi người. Mình sẽ hái thêm là một ít rau đay nha mọi người. Bên đây là bụi rau đay nhà Quỳnh nè. Mình cứ cắt ngang lên là nó lên hả. Trời ơi. Mình cắt ngang vậy là mình ăn được mấy cái non á, mình có bẻ ngọn, mình bẻ ngọn lên cái lên là nó cao như cây sào luôn mình. Cái cây này là Quỳnh rút kinh nghiệm rồi đó. Đó. Rau này là rau đay. Người Nhật người ta cũng thích ăn rau đay lắm nha mọi người. Nói chung là cái rau gì nhớt là người ta thích mọi người. Cái rau gì nhớt là người ta thích. Mấy cái rong biển hoặc là mấy cái đậu lên men mà nó nhớt nhớt là trời nó mê, người Nhật mê lắm mọi người. Đó. Đây. Đó, mình sẽ hái tiếp bên này nha. Ok. Quỳnh tranh thủ mình cắt khoảng chừng 10 mấy phút cho mọi người xem thôi. Ôi, gió lắm mọi người ơi. Ở Nhật đang bão nha mọi người. Mà bão qua rồi, mà khi mà bão qua rồi thì gió nó dậy với mọi người. Gió nó có thể thổi bay một người. Đó, trời ơi. Rau mà mình cắt còn hơn cỏ. Trời ơi, đang cắt mọi người ơi, mà đeo bao tay đó nha mọi người, mà coi mọi người ơi, nó bự như con dâu luôn mọi người ơi. Nè nào đó. Đó ơi, nè mọi người ơi, nè đó, mọi người thấy không? Nè đó. Trời ơi. Đây. Thì là có một con ha. Đó, nó đang ăn cái lá của rau của Quỳnh ha, và ở đây nữa nè mọi người. Đây ba cô. Ôi lợ. Hư cái cây luôn rồi, đây nè ba bà, cô. Đây. Quỳnh á thì thật sự thì Quỳnh cũng sợ sâu, nhưng mà con nào bự bự thì cũng mới sợ nha mọi người. Đó. Thú cưng nhà Quỳnh nuôi nha mọi người. Trời ơi, nó mập như con heo. Sâu á thì Quỳnh cũng sợ, nhưng mà hả hồi nãy khi mà Quỳnh đang cắt cái tự nhiên cái nó bò lên cái tay của Quỳnh làm Quỳnh hết hồn mọi người. Quỳnh thấy mấy cái lá sâu của Quỳnh á là nãy giờ mấy cái lá nó sâu nè. Thì là Quỳnh biết rồi đó, Quỳnh định là hả hôm nay là ra cắt vô là ăn luôn cho nó không xịt thuốc đó mọi người.
đó, rau nhà trồng không có thuốc có gì hết trơn á, cho nên mấy em lên mấy em phái lắm nghe, mấy em phái lắm đó. Nhưng mà rau về mình ăn mới là đảm bảo sức khỏe nha. Đó, hôm nay thì mình hái được nhiêu đây nha mọi người. Ớt sau khi mà Quỳnh cắt ra xong như thế này á mọi người, thì bây giờ thì Quỳnh sẽ cắt bỏ đi những cái lá rồi Quỳnh lựa ra nha. Thì đây là cái mớ rau mà nãy giờ Quỳnh đi thu hoạch trong vườn nhà Quỳnh được nha mọi người. Ở đây thì là Quỳnh có là một ít hoa thiên lý nè, 4 trái mướp, 2 trái bầu, một ít ớt mà Quỳnh đã lựa ra mấy cái lá rồi đó, cà chua, khổ qua. Bên đây thì là Quỳnh có rau đay, và bên đây thì là một ít rau dền đỏ nha mọi người. Đó, rau dền đỏ. Và đây là toàn bộ những cái gì mà nãy giờ Quỳnh thu hoạch được đó mọi người. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.